Hello anh em ha. Đây có về một con cắt cỏ anh em ơi. Makita MM2610U ha. Con máy này theo anh em có nên rửa không anh em? Anh em có nên rửa không? Còn tem áo bạch nữa nè. Sang quam gồ ha, một kim. Còn sang Nhật luôn em. Anh em xem cổng gì Nhật nè. Anh em xem cổng gì Nhật. Như mới. Bình sang là nè. Em móc cái lượt sạc ra cho anh em coi. Đây, anh em xem cái lượng xăng. Xăng bơm gồ ha. Nó trắng cái này thì theo anh em nó xài được bao nhiêu? Còi ốc bát nữa nè. Dây ga. Cà lái. Tay ga hệ ha. Công tắc. Tay ga bóp nhả anh em. Siêu bền. Tay ga này siêu bền. Bóp xong tự nhả ha. Còn cái này là khóa ha. Đó. Cái khóa nhả ra là tự nhả ha. Cần lắp tem tiết này. Quá mới. Con này chưa rửa anh em. Con này Makita nhưng thật chất nó là Magu anh em. Đây, logo Magu anh. Quá đẹp. Quá xuất sắc luôn. Anh em nhìn cái bồ nó nè. Ngáp lên nè. Quá xuất sắc luôn. Cái đất bình xăng. Chưa miếng mò anh em. Quá đẹp. Con này lóc đóng mất in da băng luôn anh em. Ấn giờ bằng luôn ha. Quá lên nét quá. Mất ấn giờ bằng hay nè. Điện thoại này lấy nét dở quá. Đây Magu ha. Quá xuất sắc. Quá xuất sắc. Magu nhưng mà tem là Makita nha. Quá đẹp. Giật. Con này là giật chân lực hết ta. Con này giật thường hết nè. Đi giật. Khủng khiếp. Còn xăng Nhật chống luôn anh em. Giật nổ luôn nha. Mà con này chắc xăng rồi hết rồi đang móc cái lượt ra. Quá xuất sắc. Rồi anh em nào có nhu cầu thì liên hệ mình nha. Máy quá VIP để cho anh em sưu tầm chơi ha.